shop Zippo sưu tầm. Xin chào cả nhà, hôm nay em chúc cả nhà có một ngày mới may mắn thuận lợi và bình an nha. Hôm nay em giới thiệu đến anh em một cây Zippo mã Sapphire xuất Nhật, bản limited cực kỳ hiếm, limited bản giới hạn 000. Thì cây này là mã Sapphire đen nha anh em, sản xuất 2002, new, chủ đề là đội bóng chài của Nhật nha. 2002, mã Sapphire đen rất là đẹp, số limited, ngoài sau là khắc ăn mòn hoàn toàn hết đội bóng chài, tên đội bóng bóng chài và cái kỷ niệm, số limited 0000 xuất Nhật. Cái zip này thì trong tình trạng là new nha. Để em nói về cái phần mà limited 4.0 thì thường cái dòng Nhật á, limited nó 4 số, tức nghĩa là nó 9999 là hết, nhưng mà thực chất là nó tới là 10.000 con, tính luôn cái bản con 4.0 nữa. 4.0 này là cái cây này nó sẽ để lại hãng, rất là hiếm để lọt ra ngoài thị trường nha anh em. Thì từ khi mà sưu tầm tới giờ những cái cây 4.0 này em chỉ cầm được chừng 3-4 con thôi, rất là hiếm. Mã Sapphire, đội bóng chài số 25 của Nhật, trong tình trạng new nha, sản xuất 502. Thì hàng new thì anh em xem qua anh em biết rồi đó, chưa có chày xước gì hết, kể cả cái bánh xe vẫn còn kẹt đá, dấu kẹt đá đây, đá kẹt. Thì khi anh em mà có giao lưu, có nhu cầu thì em sẽ thông đá nha, tại vì có một số những mẫu anh em thích để kẹt, để anh em sưu tầm trưng bày, thì nó để càng lâu thì giá trị nó càng lên. Ruột theo máy 01 nha, ruột 01 theo máy nha, nêu sạch sẽ, 02 mã Sapphire, ruột lọt 01 theo máy, lọt đúng 1 năm 12 tháng. Thì Zippo thì lọt 1 năm là nó vẫn bình thường thôi. Thì cây này em giao lưu 2500 nha, 2500. Bên em ship code toàn quốc, bảo hành trọn đời, bao xin tất cả các sản phẩm bán ra cho anh em yên tâm sử dụng và sưu tầm. Anh em có thể cho em xin một like, một follow để em lên được nhiều Zippo sưu tầm phục vụ anh em hơn. Anh em cần liên hệ giao lưu thì liên hệ em qua hồ sơ nha. Cảm ơn rất nhiều.